Golaço, cara! Kelvin Alves, sinh năm 2009, là con trai của cựu tiền đạo lừng danh Huỳnh Kesley Alves, người hai lần giành chức vô địch V-League cùng ngôi vua phá lưới ở V-League cũng như AFC Cup trong màu áo câu lạc bộ Bicamex Bình Dương. Dù còn nhỏ tuổi nhưng Kelvin Alves đã cho thấy tương lai có thể nối nghiệp cha khi chơi bóng cho lứa năng khiếu của Học viện bóng đá Juventus Việt Nam. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam vốn quen thuộc với điệu nhảy ăn mừng theo phong cách Santo của Huỳnh Kesley mỗi khi anh ghi bàn thắng. Còn với những hàng hậu vệ của đối thủ, họ đều ám ảnh bởi nghệ thuật đi bóng cùng khả năng săn bàn điệu nghệ của chân sút người Brazil. Vũ điệu samba của Huỳnh Kesley ở sân cỏ V-League kéo dài gần 15 năm trước khi cầu thủ nhập tịch của Brazil tuyên bố giải nghệ cuối mùa bóng 2019 trong màu áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Dù đã nghỉ thi đấu chuyên nghiệp nhưng bóng đá vẫn là dòng máu chảy trong huyết quản Kesley và từ đó tạo ra ảnh hưởng lớn đến cậu con trai cả Kelvin Alves. Huỳnh Kesley cho biết từ lúc 3-4 tuổi, Kelvin đã bộc lộ năng khiếu chơi bóng. Càng lớn, kỹ thuật cá nhân của cậu bé trở nên ấn tượng hơn, nhất là khả năng dứt điểm ghi bàn của Kelvin rất đa dạng, mang đậm phong cách nghệ sĩ bóng đá Brazil. Nhận ra năng khiếu của con trai, Huỳnh Kesley quyết định đăng ký cho Kelvin Alves tham gia lớp đào tạo năng khiếu do Học viện bóng đá Juventus Việt Nam tổ chức hàng tuần ở sân Tao Đàn. Chỉ sau một thời gian ngắn chơi bóng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên đến từ Ý, Kelvin đã được đôn lên tập ở lứa U13 bởi trình độ vượt trội so với các bạn đồng trang lứa ở tuổi 11. Theo các huấn luyện viên của lò Juventus Việt Nam, nếu được đào tạo bài bản, Kelvin đủ sức theo đuổi giấc mơ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai. Tất nhiên, với sự hỗ trợ tuyệt đối của người cha nổi tiếng, Kelvin có rất nhiều cơ hội để phát triển tài năng. Biết đâu trong tương lai không xa, đội tuyển Việt Nam sẽ sở hữu một cầu thủ mang phẩm chất nghệ sĩ bóng đá Brazil nhưng có nửa dòng máu Việt Nam và sinh ra ở đất nước hình chữ S. Con trai tôi chơi bóng cho đội tuyển Việt Nam ư? Cũng có thể chứ. Nếu tài năng của cậu bé được phát triển và bóng đá Việt Nam thay đổi, tôi nghĩ viễn cảnh đó hoàn toàn có thể xảy ra, Huỳnh Kesley Alves chia sẻ.